Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Sava High Speed, một dòng xe đạp khung full carbon, vành 700C nhôm cao bảng. Và xe thì được sử dụng một bộ cấu hình của Shimano 105 R7000, 11 lít 2 đĩa, đùi đĩa trục rỗng. Và hôm nay em về một chiếc xe đạp tông màu đỏ đen rất là đẹp. Và khung các bác có thể nhìn thấy trên hình đây, độ mới, độ bóng của xe. Một chiếc xe đạp mà khung gần rồi các thứ là gần như là mới tinh luôn. Xe bãi nhưng mà gần như mới tinh. Mới tinh thì cũng không đúng lắm, nhưng mà so với cả xe bãi thì đây là chiếc xe nó vô cùng mới rồi. Em đánh giá cái độ mới của chiếc xe nó phải được 90-95%. Đấy, rất là ít vết xước, hầu như là không có vết xước nhỏ đáng kể. Khung sườn rất là đẹp. Thương hiệu Sava, một thương hiệu mà đã rất là quen thuộc và lâu đời trên thị trường xe đạp thể thao rồi. Một chiếc thương hiệu của Đức. Đấy, và nói về carbon thì phải nhắc đến Đức. Phải nhắc đến đất nước Đức sản xuất ra những chiếc xe đạp khung carbon rất là chắc chắn. Thì hôm nay về một chiếc High Speed đây. Dòng tông màu đen chủ đạo mà kẻ chỉ trắng pha xám này, rất là thể thao. Dây thì toàn bộ chạy âm sườn và thiết kế khung khí động học. Các bác có thể nhìn thấy những cái đường cắt kim cương cản gió ở đây. Đấy, và khung nữa, khung về càng tất cả đều là khí động học để cản gió, giúp các bác di chuyển trên đường đạt tốc độ rất là tốt. Đấy, mới lắm, khung sườn rất là mới. Các bác có thể nhìn cái độ bóng mịn này. Đấy, cực kỳ là mới, gần như mới tinh luôn. Tất nhiên là nó cũng sẽ có những cái vết chấm xước nhỏ nhỏ do là đã qua quá trình sử dụng nên là không thể tránh được, nhưng mà tổng thể thì cực kỳ là đẹp, còn rất là đẹp. Đây, tay lắc 105 R7000 đấy. R7000 thì nó sẽ viết logo ở đây các bác nhé. Rồi đề chuyển động từ đề trước đề sau full hết một bộ 105 này. 11 tầng lip 2 đĩa. Mayer Lovatec bi vòng. Sử dụng bi vòng bạc đạn các bác nhé. Vành là vành nhôm cao bản khoảng 2 phân. Vành nhôm cao bản 2 phân. Cũng là nguyên zin theo xe của Sava luôn. Lốp là 700C Continental. Còn tiên là chỗ Ultra Sport. Là những cái chi tiết như cọc yên hay là di động của Ford này là của Cua Tu các bác nhé. Cũng là một cái thương hiệu của Sava đấy. Cũng một thương hiệu của Đức và thành thuộc công ty của Sava các bác nhé. Đấy, Cua Tu. Toàn bộ là zin đét luôn. Ni lông dẹp, ni lông bản dẹp rất là đẹp. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ Sôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 46 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt cũng là 46 cm. Thì xe vừa cho bác đi từ khoảng 1m60 đến khoảng 1m70 thì phù hợp.
bộ chuyển động Shimano 105 giờ 7.011 lít 2 đĩa. Chuyển động thì rất là mượt, bộ này cực kỳ là cao cấp của dòng Shimano. Chuyển động rất là mượt, cực kỳ là nhẹ nhàng. Và chiếc xe đang được bán lên mức giá chỉ có là 18.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 09943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác mọi người lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.